So, Hello, xin chào tất cả anh các anh em fan media nha. Tiếp tục đến kênh của Sơn Bạc Vlog. Thì hôm nay mình giao đấu lại đứa em có series cũng khá cao ở khu Bình Thuận nha. Nói về video clip. Thì cuộc ở chỗ mình chơi là em đánh cũng khá là nhiều, khá là hay và gọi là nhất của đó nha. Thì kèo hôm nay là 150, em quýnh 100, mình quýnh 50 điểm nha. Em cấp mình là nửa đường. Kèo này cũng khá là căng thẳng nha. Thì bình thường là mình quýnh cơ cũng 340 rồi 450 cũng có nha. Thì em chấp 50% là khá hay đó. Nhưng mà quýnh sảy hay. Bình thường thì mình quýnh sảy tầm 1 2 trái là khả năng là em hai cơ đủ tiền nha. Thì em quýnh cũng khá đấy. Thì nói về video clip thì không biết em học ở đâu nhưng mà quýnh cũng được nhất, khá là tốt. Kỹ thuật cơ bản biết xe máy là nó xe mình thấy là phải nói là khá là hay. Mấy cái chiều đó quá là hay. Cái phần còn lại nữa là của cao thủ video clip là phần câu kéo nha. Điều bị lục tay khá là tốt, chính xác. Phần hai nữa là bắn bó là đánh khá là chuẩn nha. Thì xem video thấy hay cho mình xin like, luôn chia sẻ và luôn bình luận kênh nha. Nếu video có thêm tương tác để kênh có phát triển nha. Rồi video hôm nay mình sẽ cập nhật bán điểm ở trên màn hình đó. Thì mời mọi người đón xem và ủng hộ kênh mình nha. Rồi mình xin cảm ơn mọi người khá là nhiều. Thank you.
Thank you.
biết cứ đầu hai đại nữ mẹ như
Thank you.
Thank you.
Không có máy mà.
Thank you.